Cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Kết nối những tấm lòng. Hôm nay, chương trình kêu gọi giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai bà cháu ở thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. Bà Hoàng Thị Thắng đã hơn 80 tuổi, bị tai biến nhưng phải cưu mang một cháu ngoại không có cha mẹ nuôi dưỡng. Em Nguyễn Thị Thảo có hoàn cảnh kém may mắn, cha mẹ chia tay nhau và đã có gia đình riêng. Em Thảo ở cùng với bà ngoại trong điều kiện bữa đói, bữa no. Còn mấy ngàn? Dạ, còn mấy chục ngàn nữa. Mỗi buổi sáng, bà Thắng không hỏi cháu ngoại sáng nay ăn gì, mà thường hỏi còn bao nhiêu tiền để cân đối chi tiêu. Lo lắng như thế như thường nhật trong ngôi nhà này. Hoàn cảnh hai bà cháu thật đáng thương. Bà Thắng thì bị tai biến gần chục năm trời. Cháu ngoại đi học từ nhỏ đến giờ đều nhờ hàng xóm giúp đỡ. Hai bà cháu sống lay lắt, tiền ăn uống còn thiếu trước hụt sau, thì làm sao có điều kiện để lo thuốc thang điều trị bệnh tuổi già. Bà con hàng xóm đều tốt bụng, đặc biệt là vợ chồng cô Hồng, chú Lệ. Chẳng họ hàng thân thích, nhưng cô Hồng xem bà Thắng như mẹ, cưu mang, yêu thương em Thảo hết mực. Bà thì bây giờ bà yếu lắm rồi, bà là bị tiểu đường, rồi bệnh tim, mà mét không thấy đường. Rồi bà bị tơ biến nữa, nói chung là hơi bà chá thì hẳn thoáng có bà 145, ngoan thay thì không đủ ăn, nói chung vậy đó. Mà nên thành thử nên là tâm mang xô mà để cho có sự để xin cho bà đi cho bà có ăn. Việc là bếp núp vào nhà là bà cũng không có chỗ có nấu. Nó có nhà bếp thì đây nè, nó lủng hết rồi đó mà năm ngoái năm nay nè. Mà cũng không, năm ngoái là bổ rồi đó, cũng sắp rồi đó thì cũng tưởng thôi cái. Nhưng mà họ cũng không, cũng dài miết thôi, thì năm ngoái năm nay đó, rồi cũng dài miết thôi. Nên mà già lồm thì bà cũng không có tiền, bao nhiêu tiền thì hơi bà cháu bà em cũng không có đủ thiếu này. Cũng không đủ quen xóm nữa chứ đừng có nói mượn thuốc cũng được. Nói chung là vậy đó, con kiến thì nó khổ quá. Bà cũng, cô ở gần nó cô thấy vậy là cô chịu cũng không được. Nên cứ mỗi ngày là giúp mỗi ít mỗi giờ, giúp mỗi ít cho thầy bà cứ bên nơi. Bây giờ mà giúp ta miết rồi ta chết rồi lấy thứ rồi cho mày thì nó cứ giúp. Ông trời ông cũng thương thầy. Đó. Cô nghĩ miễn tôi mạnh giỏi tôi có Hà Nội là tôi giúp bà ngày nay, tôi cưới đại của bà thầy. Nói chung là thiếu thì đủ thứ thiếu hết chứ. Bắt cái thứ gì cũng thiếu hết rồi. Nói chung là vậy đó. Chứ có thứ gì đâu mà không thiếu. Cứ như nhà cửa thì dài thì cũng thấy đâu đó. Có thứ gì mà không thiếu hay nó thiếu là thiếu tất cả luôn á. Đó, già chiếu đồ luôn, nhà đó không có cái đồng bọt mà mua nữa chứ phải không? Không có cái đồng bọt. Số này bên nói chứ rách chung, người ta bị yên cháy này bữa nào bà mang chiếu vô là tôi sẽ mua cho bà một trái chiếu mát. Em Thảo năm nay học lớp 7. Hoàn cảnh bất hạnh đã rèn cho em đức tính tự lập. Hơi ấm của bà, tình thương của cô Hồng và bà con chồng xóm đã dìu dắt em vượt qua những tháng ngày gian khổ. Được ở bên ngoại và đi học cùng bạn bè là niềm an ủi của em Thảo. Em chẳng mong ước gì khác, bởi cuộc sống hiện tại là quá khó khăn. Giờ nếu mà nếu tháng lương của bà ngoại 300 mấy mà chưa nhận kịp á thì có bọn xóm á bà cho mượn rồi. Bà khi nhận nghèo khó nhỏ giờ bà giúp đỡ con. Mới là có sức quà gì ở trường á, bà lành á xin thấy bảo hiểm đồ cũng nhờ bà Hồng ấy xe cộ đồ là nhờ bà hàng xóm á xin hết cho con. Nói chung là bà Hồng hàng xóm á bà tốt bụng bà giúp con bà ngoại con từ nhỏ giờ bà hàng xóm á kêu là con nếu mà bà ngoại mất đi á thì qua bên nhà bà ở rồi bà nuôi ăn hạt chứ mẹ con cũng khổ. Qua bên đó thì có ba đứa em nữa, mẹ con lo không nổi thì cũng nhờ bọn xóm quẹt là qua cạo. Trước Tết Nguyên Đán,
Đoàn Thanh niên BIDV chi nhánh Quảng Ngãi đã hỗ trợ hai bà cháu sơn lại ngôi nhà. Màu sơn mới mang lại chút tươi sáng cho ngôi nhà. Bữa nay là tuyệt vời rồi. Con cháu nó giúp đến đây là nhà nước đồ họ thấy như vậy, quan tâm giúp tới đây. Tôi thấy thím đã ngon lành rồi thì bọn tôi cũng mừng, mấy bữa ra cũng mừng lai like tới bà đó. Trong năm cho bà mạnh võ rồi kìa, nó nói chứ tạ mẫu nhà mẫu ít rồi nói vậy chứ đồ. Bên cạnh đồng mọn rồi đây nó lai rồi nói vậy chứ đồ. Họ cũng giúp đỡ cho chứ không nổi gì. Chứ bà bữa cứ đồ chát miếng. Mỗi tháng hai bà cháu chắt bóp chi tiêu trong khoản trợ cấp chưa tới 750.000 đồng. Khổ nhất là những lần bà Thắng nhập viện, không có tiền đi xe, không còn tiền ăn uống. Tội cho em Thảo, mới 13 tuổi đầu mà phải gánh bao nỗi lo toan. Chương trình kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh bà Hoàng Thị Thắng ở thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. Nhà bà Thắng ở gần sân vận động thôn Hòa Bân. Quý vị đến đây hỏi thăm là tới nhà bà Thắng. Khán giả hỗ trợ thông qua chuyên mục Kết nối nhìn tấm lòng có thể đến Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ 165 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, hoặc chuyển khoản đến 4 số tài khoản sau đây: Vietcombank 1111345345, SHB 6333414455, BIDV 5701000137578, Aribank 4500201008113. Thưa quý vị, năm mới 2022, chương mục Kết nối nhìn tấm lòng có thêm số tài khoản tiếp nhận hỗ trợ, đó là số tài khoản Vietinbank 1176477677. Quý vị lưu lại để thuận tiện trong việc chuyển khoản hỗ trợ sau này. Chuyển khoản hỗ trợ số 544, quý vị ghi đầy đủ nội dung, người gửi hỗ trợ bà Thắng số 544.